Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ là tiếp tục hướng dẫn các bạn cách dựng hình một ngôi nhà phố bằng phần mềm SketchUp. Mời các bạn có theo dõi quy trình dựng của tôi. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ import một bức ảnh của một công trình mà chúng ta muốn dựng vào phần mềm. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành dựng theo hình mẫu có sẵn.
chơi xong chưa? Xong rồi nha. Xong mấy cái rồi. Xong đây rồi. Đi nha. Thôi mẹ leo chuyển qua farm được về 4 nhân thoại nha. Cái nào? Mấy cái sau này chuyển chưa? Mà cứ gửi nên nó kêu chuyển thì chuyển sau. Sáu file vậy. Từ từ. 6 cái 8 phút, 2 cái 65 phút là đủ 8 bộ, à, 8 cái là một bộ. Gửi mail chưa? Bữa đó sắp kết lại rồi nhanh nè. Vâng. Bữa đó sắp kết lại rồi.
Ừ? Chuyển được không ạ? Với cái chuyện à? Sao lại vợ kêu nó tính phí? Trong nó làm cái tiếng đó vợ. Để ráng cái xong cái bộ này vô luôn. Nó kêu xong cái nào gửi tiền cái đó mà bị chưa. Nó mới gửi ba cái đó cho mấy. Hỏi nó cũng ngại, rồi thằng này nó cũng hỏi lại thằng kia thôi. Nên thôi, cái trước cũng đưa rồi thì chắc cũng đàng hoàng đấy, không đến nỗi đâu.
Chị ạ, lên chơi vậy. Vậy. Eo. Chị hẳn lên chơi à? Chị hẳn lên chơi nè.
Rồi để máy tính làm chi á? Thank you.
Vâng, đi ngủ đi bà. Ngủ.
Ok nha. Để đi chọn ấp một lần luôn. Xong cái này cả quá trình xong chọn ấp luôn. Để xong cái quá trình là chọn ấp một lần luôn. Thằng đó nó làm bữa giờ mà nó mới làm được 7 cái. 7 cái video. 7 bộ á. Đôi khi mình làm mấy mấy ngày mà mình cày gì sợ.
Chồng nhận được mail rồi nha. Chồng nhận được mail rồi nha. Như vậy vừa rồi là mình là hướng dẫn cho các bạn dựng thành công một con nhà phố của mình xin chấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi quá trình dựng hình của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần dựng hình tiếp theo.